Chỗ ngã tư ngã đỏ xuống đây rất hay, không có công an, không có đèn xanh đèn đỏ, không có mũi tên chỉ đường chỉ dẫn ở phía dưới mà ai đi đúng vào đường, không có hề vì sao cả. Vòng nó to, vòng nó to, xe nó có lẽ không nhiều bằng Hà Nội, tương đương với cái chỗ ở cái chỗ đài phun nước của Hà Nội. Xe buýt ở đây không to nhưng mà rất nhiều người đi và rất nhiều xe buýt. Đấy. Giá trị sử dụng của nó cao, tốt hơn Hà Nội. Cái này đấy, xe đường nào người đi. Ý thức vậy. À, thức hơn Hà Nội nhiều. Đường to, cần phải biết cái đấy. Xe buýt của nó chỉ nhỏ nhỏ cái kia thôi. Nhưng mà lại thì rất nhiều người ngồi trên xe đấy. Rất nhiều xe ở đây này, cứ độ khoảng phải đến 5-6 chiếc. Hay hiệu quả hơn Hà Nội. Đây này, đấy. Cần to làm gì đâu. Thế là nối đuôi nhau liên tục. Hay hơn Hà Nội. Hà Nội xe buýt không có người đi. Có lúc giờ cao điểm thì lại đông quá. Hôm nay là ngày thứ hai, là ngày đầu tuần này. Đây, lại một chiếc nữa. Đã không phải. Thank you.